Mến chào mừng toàn thể quý vị đã đến với chương trình Lạ Lắm À Nha. Chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ tư hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Và thưa quý vị, chương trình âm nhạc của chúng tôi rất đơn giản, một người chơi và một nhân vật bí ẩn phải tìm ra họ là ai. Đôi khi chúng ta gặp gỡ mỗi ngày, làm việc chung mỗi ngày, nhưng giọng hát thì chúng ta lại không nhận ra, bởi vì có nhiều sự biến hóa để tạo ra một cái game kịch tính. Và ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến đây những nhân vật nhiều người yêu thương, nhiều người chào đón. Nghệ sĩ đầu tiên xin giới thiệu cô gái xinh đẹp Chuki San. Xin chào anh. Chào. Mình được 25kg không cưng? Dạ cũng hơi gấp đôi một chút ạ. Hơi gầy nha. Dạ đúng. Gầy rồi. Đấy. Ăn nhiều vào nhá. Dạ vâng, ai cũng bảo em ăn nhiều lên. Ngày hôm nay mình biết mình hát với ai chưa? Dạ em cũng suy đoán khá là nhiều nhưng mà cũng chưa biết là ai ạ. Vậy hả? Dạ. Biết rồi thì chơi chi nữa, chơi chi nữa. Dạ đúng rồi. Thì thưa quý vị, có một con gái đẹp rồi thì phải có chàng trai đẹp. Xin giới thiệu Song Luân. Bé đẹp trai. Em nghe lời anh chứ không phải em nhận em đẹp trai đâu nha. Không, đẹp trai thiệt. Hôm nay đẹp trai hơn mọi ngày mọi người đúng không? Có người yêu chưa bé? Dạ em chưa. Có người yêu chưa Lân? Em chưa. Vậy đó. Ý anh sao? Đâu có sao. Đó chỉ cá nhân ý kiến gì ở đây. Thưa quý vị, chúng ta chào đón một người nữa. Đó chính là Khương Ngọc. Mình đi đúng đường không vậy? Đúng rồi, dạo này thấy ốm ghê ta. Không, mặc đồ rộng. Nhưng mà hôm nay đẹp. Cảm ơn. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ phải gặp gỡ mà tôi xin thưa. Là vô cùng khó đoán họ là ai, dù ai cũng biết họ. Nghe giống kiểu các anh chị tiền bối. Ai biết họ không có nghĩa là lớn. Bây giờ xin hỏi này, Bảo Thi ở đây ai không biết, đúng chưa? Đúng. Khởi My ở đây ai không biết? Vậy mà mình hát chung mình không biết. Vậy là sẽ bẻ tiếng rồi sẽ... Không, hát là hát thật. Ví dụ bây giờ Khương Ngọc mà hát chung với Khả Như biết không? Thôi đừng ví dụ vậy nghe sợ. Ủa làm gì sợ em gái tôi? Hả? Nói chị ế thôi chứ làm gì sợ nó. Không phải, ý mình nói là mình tự nhiên... Có sự. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chọn một người để hát đầu tiên. Mà xin thưa, thắng thì có thưởng và thua thì bị hình phạt. Đó. Chúng ta thấy không? Cái vương miện vẫn nằm đó. Người cuối cùng giữ được vương miện là người có nhiều lựa chọn ở phần cuối của chương trình. Ai sẽ hát đầu tiên ạ? Mọi người muốn ai? Hát, hát, hát. Kỳ vậy? Anh lớn, anh tiền bối, anh đi trước đi. Chúng tôi chiều theo quý vị khán giả luôn. Mời Song Luân hát trước. Mời Song Luân hát trước. Cố lên nha. Bác cho coi cái này đi nữa, anh cũng không đoán ra cái ý nghĩa của này là cái gì luôn á. Chị xếp cũ em, chị ho anh tiếng hay chị? Một người hát mất những điều mong manh, lang thang tìm niềm vui đã lớn. Cái gì? Làm em hoang mang quá anh Ngọc. Tôi có thể về được không? Song Luân là ca sĩ, là diễn viên, đóng nhiều phim, gặp nhiều người. Thật ra để mà vô đây đoán được người đó là ai thì em nghĩ nó cũng không phải là gặp nhiều đâu. Tại gặp nhiều thì nó sẽ bị lẫn lộn nhiều.
rồi nhiều option, rồi không biết chọn ai. Cái vấn đề là hai người bên dưới họ sẽ nói tầm bậy tầm bạ. Chắc chắn là không tin hai cái bạn mặt dưới đó rồi. Họ có trách nhiệm là họ thắng thì họ cũng không bị phạt, còn không, họ thua tôi họ sẽ nói thiệt. Không, anh nói thiệt, anh sẽ nói thiệt. Ôi, trước giờ anh đóng phim nên toàn đóng vai gian mà đâu có đóng đúng vai rồi, chưa bao giờ đóng vai đàng hoàng. Chưa bao giờ đóng vai đàng hoàng. Sai lầm. Mọi người ơi, mọi người hãy thay đổi cái định nghĩa về mình đi. Mình đóng rất nhiều vai đàng hoàng, nhiều hơn cả những vai gian. Em còn nhớ hình như học cấp 2. Ôi, em nói gì làm như là anh già lắm. Hồi xưa lúc em còn học cấp 2 á, em coi anh đóng cái phim mà thiệt đúng gian luôn á. Mà hỡi xíu là anh đúng không anh? Ờ à, đúng rồi. Lát nữa anh mà diễn y cái nét đó là em biết là lát nữa chắc chắn là anh lừa em, chứ không có thể nào mà anh giúp em được. Bây giờ xin hỏi xong luôn, chọn bài hát gì để hát với nhân vật bí ẩn của chúng tôi? Em xin chọn một bài hát mà thời gian gần đây em rất hay nghe của ca nhạc sĩ Hoàng Dũng. Bài hát mang tên Nàng Thơ. Nàng Thơ. Bài đó hay. Hay. Nhưng hát được bài đó là cũng phải có người biết hát mới hát được nha. Em nghĩ là chắc chắn mọi người vô show này thì ai cũng phải biết hát chút đúng không? Đúng vậy. Và việc đầu tiên chúng ta sẽ có một clip chiếu trên màn hình, tất cả đều xem trừ Song Luân. Sau đó chúng ta sẽ phân tích cho cậu ấy cái nội dung đó là gì, phân tích thật hay phân tích không thật là do ăn ở của Song Luân. Không, mình phải nói thật chứ Giang. À, nói thật luôn hả? Mình phải nói thật chứ, mình nói thật đàng hoàng. Cái mặt nó thật luôn á. Thời gian sẽ ra lời. Em sẽ tin anh Ngọc. Và thưa quý vị, ngay sau đây là video clip của chúng tôi. Xin mời. Cái gì vậy? Trời ơi, em coi cái mặt anh Giang hoang mang vậy là em biết em chắc cũng coi không hiểu anh gì luôn. Anh nói một cách trung thực luôn, bây giờ có cho em coi cái clip này. Có cho coi cái này đi nữa, anh cũng không đoán ra cái ý nghĩa của này là cái gì luôn á. Trong đó là có một cô gái gặp một chàng trai, hai đứa giành trái táo hết. Hết. Nhưng mà tự nhiên mấy người đó ra chỉ lấy trái táo xong rồi thôi hả? Bạn nữ thua cuộc, bạn nam ăn trái táo bỏ đi. Có nghĩa là anh vẫn chưa nghĩ ra được gì hết. Có nghĩa là anh cũng không hiểu gì luôn phải không? Thực sự là anh không hiểu thiệt. Có khả năng là nội dung của cái này là dính dáng tới cái người hát ở đây là một cái câu chuyện về họ, hoặc là cái phim họ đóng, hoặc là nhân vật của họ. Ví dụ là vậy. Tại vì bây giờ anh cũng không hiểu cho nên anh chia sẻ trung thực cho em luôn. Đầu tiên là cái người nam nó còn ngồi vẽ 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 nữa. Hết. Thì em cũng có coi mấy tập trước rồi, em đâu có hiểu gì đâu. Giờ chắc... hết rồi đó, hết nội dung rồi đó. Hết nội dung rồi. Như đó em không biết hỏi gì luôn. Không cần hỏi. Rất khó khăn cho Song Luân bởi vì chưa có một manh mối nào cả. Hãy tận dụng khoảnh khắc âm nhạc này để tìm ra thân phận của họ. Mời nhân vật bí ẩn. Thấy không, đi cũng diễn xuất nữa đó. Phải không? Chứ sao? Em, ngày em đánh rơi nụ cười vào anh, có nghĩ sau này anh sẽ trả và vô tư đi cho hết. Che cả mắt luôn này. Che cả mắt luôn đúng không? Hả? Một người hấp mắt những điều mong manh, lang thang tìm niềm vui đã lỡ, chẳng buông sang lòng quên hết những chưa vơ. Ta yêu nhau bằng nỗi nhớ chưa khô trên những bức thư. Ta chưa bao giờ có lỗi khi không nghe tin trôi từ chi tiết xa. Em không là nàng thơ, anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió. Ngồi xuống đi anh, ngồi xuống đi anh. Chiếu lên tim ta những vết hằn. Mong mai giờ tan vỡ thôi cũng đành, sẽ riêng những giây phút hồn nhiên. Phương Ngọc Sang cũng không biết đây là ai luôn. Không biết luôn, thiệt tình.
che hết mặt đeo luôn. Này đeo cái mặt nạ đi từ trong bóng tối mà mình đeo tưởng là đeo cái khẩu trang không á trời, mà che cả mắt luôn. Đeo khẩu trang ở cái mắt luôn á. Điều chúng ta biết duy nhất đây là một người con gái, cái đó em nghe là cũng biết rồi, em con trai biết luôn hả, em biết luôn hả. Và cái người này có nên nói không ta? Sao biết không mà nói? Không biết nhưng mà nhìn thấy là cái người này dáng rất đẹp. Dáng rất đẹp. Bớt lại, bớt bung lụa lại chị bảy. Lộ bây giờ. Rất là khỏe, đó đội cái mũ kia này rất là khỏe. Sau khi mà tôi khen cái người phụ nữ này xong, tự nhiên người phụ nữ này hơi lộ tính cách ra rồi. Vậy là nhún nhảy chắc chắn là có quen anh rồi. Trời ơi, quen hết ở đây chứ nói gì vậy? Ý là có làm việc với anh. Làm việc hết rồi. Cái gì? Cái gì? Làm em hoang mang quá anh Ngọc. Tôi có thể về được không? Đứng im lại đi, đứng im lại đi. Tôi có cảm giác vợ anh phải không? Không, vậy cho anh nói gì vậy? Chưa có vợ mà. Ôi, chưa có vợ, em xin lỗi. Ủa, mà sao hát xong rồi không chịu tháo mặt nạ ra cho người ta coi mặt đi? Đây, để tôi hỗ trợ. À, rồi. Rồi. Rồi, xong, anh đoán sai rồi em ơi. Trời ơi. Trời ơi, anh đoán sai mà đã sai. Sao hồi nãy Hương Ngọc nghĩ là ai? Người yêu cũ phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Có quyền hỏi thoải mái, còn người ta trả lời như thế nào là chuyện của họ. Em hỏi anh Ngọc tuy, như tuy, này sao anh trước là chị này cao không? Cao bằng tay anh không? Sao đo được? Không, em có thể nhìn được thì thấy cũng tầm tầm tay của anh. Nhưng mà chắc chị này là một chị lớn tuổi đúng không? Tại em nghe cái giọng hát này em biết chắc là mặc dù hát cái tông của nam nhưng mà hát như vậy chắc chắn là phải người tiền bối rồi. Anh bị xịt keo rồi, hôm nay em đừng hỏi ai cho anh. Vậy là em đúng rồi. Dạ, chị cho em hỏi, chị có phải từng hát một cái ca khúc cách đây khoảng mười mấy năm mà chị múa ngoài biển rồi đeo mấy cái bông tua trên đầu rồi trên... Ủa, chả lẽ em nghe là em biết luôn á hả? Em đáng đoán thôi à. Trong đầu em có hai option. Thứ nhất là, thứ hai là. Thấy chưa, nãy tôi nói rồi là chỉ còn nghe cái là biết liền, thấy chưa? Nghe một cái là đoán ra được liền. Chưa trả lời mà. Không, dễ đoán quá trời luôn á. Chưa tháo mặt nạ chắc biết, chắc biết à. Ủa, chưa tháo mặt nạ luôn hả? Vừa tháo rồi. Thứ nhất là chị Minh Tuyết. Đúng rồi hả? Chưa. Trời ơi. Hai là sếp cũ của em, chị Thanh Thảo. Đã nói rồi, nhìn cái tên thôi là chắc chắn là giọng Hồng Hai phải không? Chỉ cần nghe giọng cái là nhận ra liền. Tại vì khi mà nghe cái giọng hát này em nghĩ là chắc chắn là phải những người tiền bối. Lúc đầu em nghe thì em nghĩ là chị Minh Tuyết. Nhưng mà em nghe đến cái khúc mà có chữ tiêm á. Chính xác. Chữ tiêm đó thì hồi xưa em ở trong công ty của chị Thảo á, thì chị Thảo rất là hay hát cái chữ đó. Với lại cái lúc mà... Thì hỏi đi, chị Thảo có cái vết sẹo bụt rùi ở đâu? Hỏi chị, chị sếp cũ em, chị ho 1 tiếng hay chị? Dạ thưa anh. Dạ, chị có phải từng được mệnh danh là búp bê không chị? Dạ không. Nhưng mà em trả lời cái câu hỏi hồi nãy của anh được không? Hỏi gì chị? Câu hỏi là có phải cách đây mười mấy năm chị hát trên biển á? Có phải không ạ? Dạ có. Là tại vì mười mấy năm trước em hay đi karaoke lắm. Kéo cái thùng em phải kiên định anh Long ơi, em phải bình tĩnh kiên định. Nhưng mà bình thường mọi người có quyền trả lời xạo không anh? Họ muốn trả lời sao họ trả lời. Em trả lời đúng 100%. Chị có từng mở công ty giải trí chưa ạ? Dạ. Rồi. Trời hỏi. Rồi em hỏi gì con chết rồi. Mà em thấy là anh đừng có gọi là chị nữa, bởi vì cái người này đẹp và trẻ hơn anh rất là nhiều. Hãy tin em. Con bé này. Thật ra là em với anh Luân chưa bao giờ làm việc chung với nhau. Cho nên là anh Luân, em sẽ cố gắng giúp anh ngày hôm nay nhận ra em. Cho anh hỏi lại từ đầu đi. Cái gì em kêu bằng em luôn á hả? Ở thì nhỏ hơn em à. Ai nói? Không. Anh tin em. Em tin vào người gái phù thủy này sao? Thôi bây giờ cho em hỏi thêm câu nữa, chị có sống lúc hai nước không ạ? Tức là ở bên nước ngoài và ở Việt Nam luôn á? Không. Sai là hết rồi anh ơi, cho em hỏi lại từ đầu được. Anh sẽ bật mí với một thông tin khủng khiếp mà em sẽ nhờ đó mà đoán ra. Ok. Nhà quận 6. Thấy thông tin ghê chưa? Không, anh ơi em lên một số rồi. Nhà quận 5. Lên.
Nhân tư. Quận 4. Quận 7. À lên mà. Lên. Quận 7. Bây giờ nè, nếu như em quyết định chọn là em tin bé San đúng không? Trong đầu của em anh sẽ không giúp em nữa. Thôi, anh nói đây không phải là ca sĩ. Nếu mà trong nghệ thuật chị không làm ca sĩ, chị làm MC hả chị? MC, ca sĩ, diễn viên, nói chung là cái gì cũng làm. Chắc chắn không phải là Buka Khải Như rồi ha. Buka đâu được mời vô bên cái phía mà nhân vật bí ẩn. Rồi chưa làm việc chung sao mà em biết trời, được cái câu hay á. Anh đoán thử đi, thời trước giờ ai mà chưa làm việc chung á. Đã không làm việc chung sao biết ai mà đoán. Thua, Vũ này thua. Rồi, nãy giờ có một cái người mà diễn siêu đỉnh luôn. Ấy này á, từng đóng một phim của Hàn Quốc. Anh cũng từng đóng một cái phim mà có kịch bản từ Hàn Quốc đúng không? Thì anh hãy... Anh hãy ừ là sao cơ? Không để Khả Ngân ta. À quên, Khả Ngân làm việc em rồi mà. Chết rồi, em hơi lộ liễu em... rồi đúng không? Ủa? Cơ sở nào mà tin là những người con gái này nói thật? Nãy giờ vật em vẫn bị lừa đúng không? Em luôn là người bị lừa trong cuộc đời này. Em dễ tin người lắm. Em rất là dễ tin người nhưng mà ở đây không ai tin em. Có cái tên nào chưa? Giờ trong đầu có chị Thanh Thảo với Khả Ngân. Em phải để phản ứng của một người trên ba người này, cái người diễn tỉnh nhất là anh đó. Có cái tên nào chưa ạ? Em mới ra cái MV gần đây đó, một MV duy nhất phải không? Đừng có trả lời lộ liễu quá. Có quyền không trả lời đúng không Giang? Thật ra là em ra nhiều cái MV lắm nhưng mà nhiều người hát chứ không phải em hát. À rồi, đi đóng MV nữa. Em có đáp án rồi. Là Khả Ngân. Âm nhạc. Mai rồi em sẽ quên ngày mình khờ dại. Mong em kỷ niệm nay cất lại. Mong em ngày buồn thôi ướt đẫm trên vai. Mai ngày anh xanh bước bên đời thênh thang. Chỉ cần một điều em hãy nhớ. Ê không phải Khải Ngân ơi, cái giọng kỳ quá. Từng yêu em tha thiết vô bờ. Em không là nàng thơ. Anh cũng không còn là nhạc sĩ mộng mơ. Tình này nhẹ như gió lại chiếu lên tim ta những vết hằn. Go! Mai giờ tan vỡ thôi cũng đầy giết đi những ngày tháng buồn nhiên trả hết cho em. Trời ơi, em xin lỗi, em chào chị. Không có chị đâu, lớn hơn ông tuổi à. Chiếu lên tim ta những vết hằn. Tình yêu này mong mãi giờ tan vỡ thôi cũng đầy sẽ xuyên những giây phút hồn nhiên trả hết cho thưa quý vị, Vân Trang đã xuất hiện. Nhưng Song Luân lại dự đoán là Khả Ngân hoàn toàn không chính xác. Em xin lỗi chị Vân Trang, mà thật sự là em nghe cái giọng chị lúc đầu em cứ nghĩ chị Thanh Thảo, mà em thấy cái giọng hát này á, em nghĩ giống như là một người ca sĩ chuyên nghiệp vậy á. Hát được có một khúc đó thôi đó, bữa giờ tập gần chết luôn mới được. Không, thật ra là em thấy là cái ca này hơi bị khó so với Song Luân, là tại vì từ trước tới giờ Trang với Luân chưa bao giờ làm việc chung với nhau. Dạ. Không làm việc chung mà trong showbiz đồng nghiệp là phải biết nhau. Đúng rồi, em nói vậy sao được, nói mà phải biết nhau chứ. Đúng rồi. Ủa, nếu mà dễ thôi chứ lên chương trình làm cái gì, rồi ra hình phạt làm cái gì.
Em nói vậy là em muốn anh bị phạt hay gì? Nhưng mà thật ra là nếu mà anh Hương Ngọc đoán em thì chắc là sẽ đoán được. Nhưng mà Hương Ngọc đấy là cũng làm gì biết trước khi tháo mặt nạ? Không hề biết. Không, thì đối với em thì thật sự rất là khó. Tại vì em không nghĩ đến tên chị Trang luôn á. Tại vì em cứ nghĩ là em phải biết rồi chương trình sẽ ít nhất phải dễ dễ xíu để em đoán được. Khó quá, không đoán được. Thôi là nãy Văn Trang vừa bước ra tôi biết liền luôn. Trời ơi, anh hay vậy? Trời. Thế không đó? Thiệt. Anh còn tưởng em đeo khẩu trang lên tới mắt nữa. Nhìn từ xa cái mặt nạ như cái khẩu trang đeo. Tại vì ở trong đó đó mấy bạn cứ che khúc dưới. Nó không được chị ơi, nhìn này là nhìn ra chị liền. Cái che lên đây không được chị ơi, nhìn này cái ra chị liền. Cái thôi vậy che hết nguyên cái mặt luôn cho rồi đi. Nhưng mà thật sự là che cái mặt đó xong rồi có nó bị vướng vướng cái gọng này nên em khó hát lắm rồi. À hèn chi nó hơi vướng víu. Thì thôi. Thôi chịu phạt thôi. Chịu phạt thôi, chuyện gì đến sẽ đến. Em thấy có lỗi mà. Đó, thấy em thấy sao? Em thấy hơi có lỗi. Tại sao có lỗi? Không sao đâu, lát anh có lỗi lại với em. Đó. Đây là một hình phạt ảnh hưởng tới hạnh phúc gia đình. Xuống tỏ tình một khán giả bất kỳ đến khi nào họ đồng ý mới được công nhận. Trời sướng. Khán giả sướng luôn. Hãy chọn một vị trí khán giả để tỏ tình khi nào họ công nhận đồng ý một nụ hôn trao nhau thì mới được công tính. Nụ hôn hả? Có tỏ tình mà. Đúng với anh luôn đó. Trời, tôi không thể ngờ là cái mức độ kinh khủng của hình phạt nó vậy luôn á. Đây là hình phạt ảnh hưởng hạnh phúc gia đình. Đây. Nhưng mà lỡ không đồng ý rồi sao? Thì tỏ tình khi nào có người đồng ý thôi. Anh như người làm chứng vậy đó. Cho một đét nhạc. Thôi để tôi tự làm nhạc luôn. Em tên gì vậy? Tăng 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 tăng. Nhạc này vô không được anh ơi, nhạc này buồn quá. Nhạc chia tay anh ơi. Hạt bụi nào. Không được hả? Không được. Không được được hả? Anh tên là Nguyễn Trường Sinh. Xin chào Hạnh và no, sai tên rồi anh ơi. Mới là Hạnh hả? Hạnh Hạnh nào? Nhỏ Hạnh là nhỏ nào? Quên, anh làm em nói quá em quên. Nhỏ nè. Cho anh lại đi. Thảo Hạnh. Anh xin lỗi. Hạnh là nhỏ nào? Anh xin lỗi, anh run quá. Thảo Thảo. Ừ. Chắc không có tỏ luôn. Bé đổ mồ hôi quá trời luôn. Nhờ chương trình Lạ Lắm Anh Nha nên anh có cơ hội để đối diện với em và nói với em những cái lời hôm nay. Chúc cho em một ngày thật là hạnh phúc bên những người thân của mình. Và những điều em hoài bão, những cái điều em mong muốn trong năm nay sẽ luôn luôn đến với em. Và... Ủa sao giống chút thi đại học quá vậy? Và... Em có đồng ý, em có đồng ý. Em có đồng ý kể từ bây giờ đeo chiếc nhẫn này và lát nữa sẽ, chúng ta sẽ có một buổi hẹn hò nào đó được không? Khoan, để người ta trả lời đã. Có đồng ý không đã chứ? Thì em quỳ xuống. Em đồng ý đi em. Dạ, lúc đầu em cũng tính đồng ý với anh mà anh Trường Giang xúi em không đồng ý. Lạ là chị tình yêu với người như vậy thì tôi. Thôi trả lời theo tâm. Nếu có một người đàn ông như vậy thì mình trả lời sao? Dạ, nhìn anh chân thành mà đẹp trai quá em phải đồng ý chứ anh. Rồi, trao nhẫn. Rồi, dắt về quận 7 luôn. Rồi, vỗ tay nồng nhiệt cho màn tỏ tình vừa rồi ạ. Như vậy là vừa rồi quý vị thấy là Song Luân tỏ tình rất đàn ông và đã thành công vì cô ấy đồng ý. Đó là một màn thử thách của chương trình thôi. Và thưa quý vị, còn nhiều hấp dẫn đang chờ đợi phía sau. Chúng ta cùng giải lao trong giây lát. Cái vẻ đẹp của một người đàn ông mà đến nỗi mà trai gái gì cũng chết hết trơn á. Lý Hải là cho em nghĩ ra. Anh Ngọc Sơn là cho em nghĩ ra. Cái bài hồi nãy là rất hợp với anh Lý Hải luôn. Trời ơi. Là gì mà làm người người cắn tâm mang theo si mê. Nhưng khi chia ly quay bước thật mau. Anh Lam Trường hoặc vậy thì anh Trấn Thành à? Thưa quý vị thân mến, chúng ta đang quay trở lại với chương trình Lạ Lắm Anh Nha. Vừa rồi Song Luân hoàn toàn thất bại trước giọng hát của Vân Trang. Không tìm ra được cô ấy. Là những người trong nghề lâu năm mà tìm cũng không được. Ủng hộ diễn bé đó mới vô nghề.
Dạ đúng rồi, em cũng sẽ chọn một ca khúc Nhạc Hoa Lời Việt. Nhạc Hoa Lời Việt. Thiên Hạ Hữu Tình Nhân, nhạc phim của bộ phim Thần Điêu Đại Hiệp bản 1995. À. Vậy là còn càng khó nữa. Mấy cái bài đó khó để tìm ra giọng lắm. Nhưng mà hy vọng là em sẽ chiến thắng. Chúng ta cùng xem video clip, xin mời. Only you. Đến kể cho nha. Dạ. Nói chung là những cái nhân vật trong cái clip vừa rồi đều mặc những bộ đồ rất là cổ trang. Xong rồi có hai chàng trai một cô gái, xong rồi có chàng trai ra xỉu rồi hết rồi đó, rồi hết rồi đó. Chàng trai xỉu ạ? À? Ừ. Không, nói chung là cái clip này là nói về một cái vẻ đẹp của một người đàn ông mà đến nỗi mà trai gái gì cũng chết hết trơn á. Xong rồi tới nỗi mà yêu tinh quỷ quái là cũng đầu thai mấy kiếp thì cũng chết nữa luôn. Không, đây là đang nói là cái người vẻ đẹp của người đàn ông nha, nhưng mà cũng có khi là cô gái chết là cái nhân vật trong cái chương trình muốn nói đến sao? Là cô gái vừa ra gặp chàng trai đẹp cái chết nên là rất là mê trai. Ai mà nói như vậy? Tại vì á, nhìn cái hình là biết là cái người xuất hiện sẽ là đàn ông rồi. Tại vì tí nữa nghe giọng cũng biết à, đàn ông. Trời ơi, lúc nãy lúc đầu em cũng nghĩ em hát với đàn ông á, xong cuối cùng em ra em hát với con chị Trang đó. Em muốn hát với một người đàn ông xong rồi em là đàn thơ, anh là nhạc sĩ mộng mơ hả? Anh là nhạc sĩ mộng mơ hả? Cái gì vậy? Rồi cái người xuất hiện này có liên quan tới nhện. Nhện à? Ừ, anh thấy mạng nhện. Người này có thể là một diễn viên của một bộ phim cổ trang Việt Nam. Wow. Mà phim Việt Nam đóng cổ trang ai hay đóng? Anh Quyền Linh. Mà gợi ý cho em luôn, tóc ảnh nhiều lắm. Chị thấy chảy dựng xước lên. Có dài không vậy? Nhiều tóc lắm. Tóc xoăn xoăn xoăn. Nhiều tóc hả? Ừ. Nghệ sĩ Hoàng Sơn. Mời cổ trang á, thì có Nguyễn Trần Trung Quân. Ờ, cũng hợp lý. Đúng. Dạ. Nhưng mà cái người này không xưa lắm thôi, cái người này. Nhưng mà tóc không xoăn như là anh Song Luân nói á. Tại sao lại tin hết những gì người ta nói? Okay. Em giống như là con thỏ đang lạc giữa bầy sói. Chết, em thật sự ngu ngốc. Thật ra phải là nãy em hại anh mà anh hại lại em đâu. Em cứ nhìn vào cái cách anh nói chuyện tỏ tình với cái cô gái nãy thì anh bây giờ nói với em cũng y như vậy. Anh cũng giống em vừa nãy tên vậy anh, hả anh? Tên anh. Dạ. Vừa nãy em cũng nói với anh là hãy tin em. Nhưng mà thái độ anh giờ khác em nãy. Thưa quý vị, cuộc đời chúng ta có những lúc vinh thì cũng có những lúc dục. Không biết giai đoạn đó đã đến với cháu chưa? Ngày hôm nay là một ngày không dễ dàng với Chucky San. Nope. Nhân vật bí ẩn thứ hai. Âm nhạc. Yêu là gì mà làm người người đi đi say say đến thế? Cứ vô tư trong con tim nhói đau. Trời ơi. Yêu là gì mà làm người người cắn tâm mang theo si mê? Nhưng khi chia ly quay bấm thật mau. Yêu là gì mà làm người người đi đi say say đến thế? Cứ vô tư trong con tim nhói đau. Yêu là gì mà làm người người cắn tâm mang theo si mê? Nhưng khi chia ly quay bấm thật mau. Yêu là gì? Trời ơi, chết rồi. Thế gian hiểu thấu, yêu là mất, yêu là đau. Yêu là vẽ thêm hoa ban lên trong bức tranh. Thế gian đều biết, yêu là thứ ta cần thiết. Yêu là niềm vui đã xen đau tư trong bình yên. Tìm được gì trong ân ai? Cơn sẽ thôi cũng tan theo ngày mai. Có gia đình rồi, chích chỗ khác. Một mũi tên bắn vào tim. Trời ơi. Thank you dancer. Vào trong lãnh lương. Thưa quý vị thân mến, cho một thông tin
nhân vật này là một người giả giọng được rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng của showbiz. Thế nên nhiều khi người này không hát giọng của chính mình mà lại đi hát giọng của một ca sĩ khác, rất khó đoán. Mời mở mặt nạ. Trời ơi, anh làm gì chết em rồi anh ơi. 3, 2, 1. Ủa sao mọi người rần rần nhá. Người đàn ông này. Đây. Chúng ta phải nhìn vào phản ứng của khán giả. Vì sao? Họ luôn phản ứng theo tiền lương được nhận. Anh làm như vậy, giọng anh quá đặc trưng mà anh còn tham gia như vậy nữa thì làm sao tụi em thắng được? Nè, chú nhắc con nè, khi con nói chuyện là con nói nhỏ thôi, vì cái giọng con á sẽ bị méo tiếng bởi cái micro này. Nhưng nhỏ cháu bên kia nó đứng sát bên, nó nghe giọng thật ở ngoài. Nghe con. Trời ơi con bé, anh giờ cái giọng anh cất lên là nghe biết ai luôn rồi. Trời, em thấy anh Trường Giang là xưng cháu đúng không ạ? Mà anh Khương Ngọc lại là xưng loạn anh. Loạn cả lên. Loạn cả lên ạ. Anh nói thiệt, anh là người nói thiệt. Không, Giang nhưng mà, anh nhưng mà anh thật ra là... Thiệt, thiệt, anh phải cúi chào ảnh. Nói chung là ảnh là một cái người thần tượng của anh từ hồi bé luôn á. Chết rồi, hồi nãy em lừa anh xong luôn quá rồi, bây giờ không biết anh... Hồi nãy á, khi trong lúc mình hát á, mình có lắng nghe giọng của người ta không? Dạ có. Nhưng mà rất là đau đớn vì sao người này giả được rất nhiều giọng. Nếu mà giả được nhiều giọng mà là nhân vật nam à. Nè, bây giờ để tôi kêu người này nhái giọng nha. Dạ. Rồi nhái giọng làm dễ thương ạ. Lắc mất em sỏi, thù đáy em hối. Ghê chưa? Ghê. Chết rồi. Chúng tôi cho bạn một tiếng đồng hồ để nói chuyện với người này. Muốn nói gì nói, muốn hỏi gì hỏi, họ trả lời như thế nào là quyền của họ. Anh phản đối. Tại vì quá dễ, nghe một cái là biết liền, anh phản đối. Đúng. Đâu, khi nói chuyện chúng tôi sẽ méo cái giọng đi. Nhưng mà anh hát giọng rõ ràng quá rồi. Anh hát, anh nhái. Nhưng mà chắc chị con bé đã nhận ra từ nãy nhận tới giờ. Trời ơi. Bé nó ngày ngon đâu cáo già như anh em mình. Thôi đi học, anh cũng giống luôn là anh mê ảnh rồi. Anh nói nghe nè, ảnh mà làm cái gì là tạo trend cái đó luôn. Đúng rồi, là đó, bây giờ anh nói nè. Hồi nãy anh giả bộ là người yêu cũ. Hồi nãy là anh diễn thiệt. Anh nhìn Trang nhưng mà anh nghĩ là người yêu cũ. Anh giả bộ nghĩ thiệt. Nghĩ lại. Kệ tôi. Thật ra là lúc mà nghe giọng á thì em cũng thấy rất là quen. Quen là ai? Cho một cái tên. Trời ơi, em nói tên ra là ba người này đồng ý luôn á. Chỉ có một mình ảnh thôi chứ ai đâu mà quen. Khi mình ngồi đây, mình có thể nhìn thấy sau cái mặt nạ, cái dáng vóc, mình có thể đoán từ từ, mình gợi mở được. Còn bé đứng bên bức tường, không nghe được gì, nhạc trầm rõ dưới này, còn diễn xuất tùm lum. Bé nó hoang mang tột độ. Cái chân em nó cứ nhảy nhảy kiểu muốn bước qua coi luôn á. Thôi bây giờ em sẽ hỏi nhân vật bên đây đi ha. Chắc là em nhỏ hơn rồi. Không em... biết, đừng có hỏi. Nên nha mọi người, em xưng em ha. Nhưng mà chị thấy là bên này trẻ hơn em. Thiệt. Dạ, cho em hỏi. Anh đã có gia đình chưa ạ? Mình xin được gửi lời chào đến tất cả quý vị khán giả và các bạn. Lời chào trân trọng nhất. Gia đình thì ai cũng có. Đúng, gia đình em có. Gia đình là gì? Cha là mẹ, là ông là bà. Ngờ quá. Vậy thì câu hỏi tiếp theo đi ạ. Anh hoạt động trong lĩnh vực nào ạ? Người mẫu hay là diễn viên hay là ca sĩ ạ? Anh hả? Anh thì vừa là ca sĩ, vừa là diễn viên, vừa là... Hết rồi. Cái đầu tiên thì em nghĩ người này sẽ là ca sĩ, đúng không anh? Đúng quá trời đúng luôn bé ơi. Không quá anh. Đúng rồi. Ai chà, sao mọi người lại đồng ý với em nhờ? Vậy câu hỏi tiếp theo đi, anh hãy kể tên một người mà anh đã từng hát song ca mà được khán giả yêu thích nhất. Anh thì song ca với Hồ Quỳnh Hương này, Mỹ Tâm này, Phương Thanh này, Thanh Thảo này, Vân Trang này, Vân Trang. Nếu mà song ca với những anh chị đấy thì... Ủa em tin người này nói thật hả? Ủa, em tưởng là sẽ nói thật thế. Không, họ nói thật hay không thật là do mình ăn ở. Bé nó mới bước ra đời ngày hôm qua luôn. Tại vì nếu mà cổ trang mà em nghe vừa nãy là đã từng song ca với những tiền bối như là chị Mỹ Tâm, chị Hồ Quỳnh Hương. Tin đó là thật à? Em nghĩ là em tin. Em ơi, em bởi vì cái chất giọng lúc hát á
em cũng nghĩ đến là anh Lam Trường hoặc là... Wow! Trời ơi! Em hay quá vậy? Nè, cái ông này có cái khả năng nhái giọng Lam Trường luôn. Muốn nghe không? Muốn nghe không? À, vậy thì anh Trấn Thành ạ? À? Giang ơi! Thật ra là trong đầu em có rất là nhiều cái tên. Thôi bây giờ em hỏi thêm một câu nữa đi ha. Em kể đi rồi em hãy hỏi. Mình, như vừa nãy em nói là anh Hai Lam Trường, anh Trấn Thành, còn có anh Đan Trường nữa. Đúng rồi, trời ơi! Quá hay luôn. Anh Đan Trường có giả giọng được. Anh Đan Trường, đâu giả giọng. Giọng anh hay anh giả chi được? Ý là giả giọng được nhiều những nghệ sĩ khác như vừa nãy anh nói á. Hồi nãy anh có giả giọng người khác không anh Trường? Hên xui. Đó, anh trả lời đó. Thôi em hỏi anh thêm một câu đi. Là ngoài nghệ danh của anh thì khán giả có còn gọi anh một cái tên thân mật nào nữa không? Ngoài tên đi diễn của anh thì anh có thêm hai tên nữa. Khán giả đều biết. Một là khán giả thời thanh xuân này, một là khán giả miền Tây này. Ôi, có đồng tư. Trời ơi. Trời ơi. Tôi nói thiệt á, tôi phải bái phục người này về cái độ đầu tư. Em á. Em á. Ngồi đi. Em sẽ loại bỏ anh Trấn Thành. Bởi vì em tin đây anh này sẽ là một ca sĩ chuyên nghiệp luôn. Mà đi hát rất là lâu năm nữa nên em sẽ chỉ còn hai đáp án là anh Lam Trường và anh Đan Trường. Anh Lam Trường là nếu mà hát bài nhanh vậy là rất là hợp lý. Tại anh Trường anh nói cũng nhanh, anh hát cũng nhanh. Còn Đan Trường là anh hát anh rất là từ tốn. Nghe mùi hương trên thống quen nồng nàn. Lâu từ tốn anh không có lua vậy. Nhưng mà nếu mà vậy thì dễ quá rồi. Chương trình sẽ mời anh Đan Trường tới bắt hát bài của anh Lam Trường. Này anh Lý Hải sẽ em nghĩ ra. Anh Ngọc Sơn sẽ em nghĩ ra. Cái bài hồi nãy là rất hợp với anh Lý Hải luôn. Ê, chà chà. Dạ thôi, bây giờ thì nếu mà là một tiền bối nào đó mà hôm nay em có dịp mà được đứng và song ca cùng á là em đã rất vinh hạnh rồi. Nhưng mà nếu em có lỡ đoán sai thì dạ, mong anh bỏ qua cho em. Không bỏ qua giả dạ, cô đường nghệ thuật mờ nhạt. Anh ơi. Em sẽ đoán luôn đáp án cuối cùng của em. Là anh Đan Trường ạ. Anh nhạc. Thế nhưng lời nói ta chỉ thốt ra vậy thôi, trong lòng vẫn trông mong anh cho ta những cơ hội. Một màu hồng đang che lấp đi bao nhiêu đau thương từ ta. Ngào màn đêm ê ơ, phố đêm sao bao mây ta nhìn nàng. Cho con tim nhói đau. Yêu là gì mà làm người người cắn tâm mang theo si mê. Nhưng khi chia ly quay bước thật mau. Yêu là gì mà làm người người điên điên say say đến thế. Cứ vô tư cho con tim nhói đau. Yêu là gì mà làm người người cắn tâm mang theo si mê. Nhưng khi chia ly quay bước thật mau. Yêu là gì? Chúc mừng em. Như vậy người xuất hiện và bé đã đoán chính xác đó chính là anh Bo Đan Trường, ở miền Tây gọi anh là anh Ba Nghĩa. Phải nói là khi mà tham gia cũng không phải nhiều game show nhưng mà game show nào cũng để lại cho Đan Trường nhiều ấn tượng. Thứ hai nữa là rất là cảm ơn chương trình Lạ Lắm Mà Nha cho Đan Trường tham gia chương trình này. Một cái khó khi mà tham gia chương trình này là phải
học bài của người khác. Dạ. Và ca khúc này cũng không phải là dễ hát. Nếu mà một bài hát ballad á, nó chậm rãi làm cho mình có thể mình ngẫm ra lời hát kế tiếp là cái gì. Nhưng mà với bài hát này lời nhanh rồi với cao độ nữa. Nên là làm anh cũng phải mất ngủ mấy ngày đó nha em. Trời ơi anh ơi, anh làm vậy chết tụi em rồi. Chúng tôi đã cố gắng hết sức lường gạt cháo hết. Nhưng cái giọng đặc trưng của anh Bo không lẫn người khác được. Nên chúng tôi không lừa được. Chúng tôi quá mệt mỏi. Thật sự hôm nay là một cái ngày rất là hạnh phúc đối với em luôn á. Vì em vừa đoán đúng mà em còn vừa được song ca với một anh. Trời ơi. Thì niềm vui ở đây thì nỗi buồn ở bên kia. Hình phạt chuẩn bị. Đây, hình phạt thưa quý vị. Cổng một nghệ sĩ bất kỳ một vòng sân khấu vừa cổng vừa hát một bài mà bạn yêu thích. Mỗi người hát một bài, từng người một. Đây, Khương Ngọc làm trước này, cuốn xuống này con. Trời, có lưng bự quá. Hey, hát đi, hát. Từ từng người một, hát. Kìa con bướm vàng, kìa con bướm vàng. Nặng quá trời. Xòe đôi cánh. Mở giảm cân. Xòe đôi cánh. Bướm bướm đi đôi ta dòng. Bướm bướm bay đôi ta. Đừng có thở, ta biết mình mở. Đừng có thở, ta biết mình mở. Rồi. Cảm ơn. Rồi. Rồi. Thôi tha cho bạn. Thôi anh thôi, đừng nhân mấy... từ anh ơi, tin em đi, đừng nhân từ. Lát nữa anh cũng phải xuống dưới kia náo loạn lên. Dạ. Sống nhân từ riết quen. Không. Nhưng mà em thấy em cũng không được hát chung. Nhưng vậy em cũng vinh dự chứ bộ. Trời đâu phải ăn được tổng đang trường. Rồi. Hát bài đi về nơi xa con đang trường luôn. Hai. Trong bóng đêm tôi về ôm cuộc tình lẻ loi, biết em về đâu mùa, hỡi em về đâu mùa đông. Bài ca xưa anh hát hay quá. Em chỉ còn chờ, gọi em trong thương nhớ. Em ơi có về nơi riêng đây. Song Luân là được tặng hát nguyên một album luôn rồi, phải thả xuống. Cảm ơn em rất nhiều. Cảm ơn. Rồi. Có vẻ nhẹ. Nhẹ lắm. Nhưng mà em không có cổng được. Vậy thôi em với chị Vân Trang nắm tay nhau tung tăng hát một bài được không? Đâu phải phạt. Thôi hôm nay tha đi. Tha đi. Rồi như vậy là anh Đăng Trường đã xuất hiện. Và bé hiện tại là chính xác. Bé sẽ được đội vương miện của chương trình. Wow. Và vương miện này sẽ được trao lại cho người tiếp theo nếu họ chính xác. Còn không thì nó thuộc về mình. Và cuối chương trình mình sẽ có nhiều điều ý nghĩa từ vương miện này. Điều đau đớn nhất nằm ở phần cuối chương trình. Chúng ta sẽ biết sau vài phút giải lao thưa quý vị. Quyến rũ bởi giọng hát đó, thu hút bởi giọng hát đó. Rồi cô gái lão đảo rồi hết vậy không? Để cái hậu trường sống rồi em. Ở Việt Nam chúng ta một giọng ốc khủng như vậy làm bể cái ly thì ai sẽ làm được điều đó? Chẳng còn nhiều luyến lưu, anh mong lau mắt em. Chúng ta đang quay trở lại với Lạ Lắm Mà Nha. Xin hỏi chọn bài hát gì ạ? Với tình hình này thì chắc là mình phải chọn cái bài hát mà mình mong muốn nhất là bài Ngày Chưa Giông Bão. Wow. Ngày hôm nay sẽ giông bão. Mà yên tâm một điều là ở dưới con đang trường là một ca sĩ chân thật, không mắc lòng ai bao giờ. Chỉ trừ đêm nay. Không, anh Trường là thiệt là anh có tham gia chương trình, anh nói thiệt không à. Không bao giờ nói, ô phải đâu, đừng có tin cái gì. Anh nói thiệt, anh có sao nói vậy. Qua cái hình phạt này thì anh phải thay đổi rồi đó. Nãy anh thấy các bạn bị phạt, nghĩ là không biết hình phạt kế tiếp như thế nào. Cũng hơi lo sợ. Chúng ta đừng có níu kéo gì nữa cả. Ngay bây giờ là video clip, xin mời. Wow. Dữ. Trời ơi. Ê. Wow.
Xin mời Song Luân mình tưởng tượng một câu chuyện gì đó để mình kể về cái clip được không? Nói chung là em thấy một người vô cầm một cái microphone xong rồi hát, thể hiện cái giọng hát mà nó cực kỳ nội lực, xong rồi nó bể luôn tất cả những thứ xung quanh. Nói chung là nó công phá tất cả những gì đang ở xung quanh đó, và nó làm cho một cô gái phải nghe thấy giọng hát đó, và cô gái đi đến và giống như bị quyến rũ bởi giọng hát đó, thu hút bởi giọng hát đó. Rồi cô gái lảo đảo rồi hết. Để cái hậu cho cuộc sống đó em. Để hậu cho cuộc sống đó, đừng kể cái điều không có. Em thấy bàn tay rất là đẹp á anh. Có thể là tay của con gái rất là trắng và mịn nữa. Và theo em nghĩ thì ở Việt Nam chúng ta một giọng ốc khủng như vậy làm bể cái ly thì ai sẽ làm được điều đó? Nhiều khi cái ly đó bị tai nạn bể không liên quan tới giọng hát sao? Nhậu, hát xong đi nhậu xỉn bể ly. Mình có thể tách ra hai cái đó ra riêng được không anh Boy? Rồi tiếp theo đó là gì nữa anh? Em không quan tâm chuyện ly bể rồi đó. Qua cái clip này thì anh thấy là đang gợi ý cho em là sắp tới sẽ là một giọng ca khủng, hoành tráng, diva luôn đó anh. Anh Ngọc, nãy anh kêu là những người trẻ trẻ, anh không biết thì thôi em gợi ý anh vài người trẻ trẻ, dụ như là Bùi Anh Tuấn cũng trẻ trẻ mà giọng cũng diva. Số người lớn như anh Tùng Dương rồi anh Hoàng Hải. Không có ai mà đi sắp xếp mà cho tôi hát mà nắm tay nhau đi qua dòng bãi với một người đàn ông hết á. Cho nên là chắc chắn là người đó sẽ phải là người phụ nữ. Ủa cái clip đó chỉ có điều đó là hả? Vậy thôi đó. Vậy thôi. Ê, có khi nào bất công với mình quá. Vậy là anh hát công nữ hả? Có khi nào hát chung với Bùi Lan Hương không? Chắc chắn. Ủa, tự nhiên cái đưa ra một cái clip mà tự nhiên có một người hát xong rồi bể cái ly. Đúng xong rồi. Quyến rũ mọi người. Không thấy mặt, không thấy gì cả. Một tiếng thở dài ngao ngán từ Khư Ngọc. Đó cũng là điềm báo hiệu cho tương lai không tốt đẹp. Mời nhân vật bí ẩn Khư Ngọc. Vì ta yêu nhau như cơn sóng vỗ, quẩn quanh bao năm không buông mặt hồ. Vì anh đi xa bờ thì em vẫn dõi chờ, duyên mình dịu em thơ rất thơ. Và anh xem em như một giấc mơ, và anh xem em như một giấc mơ. Dịu em như trăng ngọc ngà, dịu em như mây vàng giữa thưa non ngàn. Dù thời gian bao la đến đâu để anh là nhà. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Anh mong lau mắt em khô. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đâu là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu hết muộn sầu. Wow. Hai giọng tưởng chừng như không liên quan nhưng mà hát rất là hợp luôn. Và Khư Ngọc còn khuya mới đoán được. Trời ơi. Em nhìn vậy thôi em cũng đoán không ra luôn á anh. Xin lỗi anh. Mời nhân vật bí ẩn mở mặt nạ ra cho tất cả chúng ta cùng thấy. Trang nói gì đó Trời, biết gì nói, hỏi em đầu tiên, biết gì nói. Mới đầu thì anh cũng lo lắm. Khi một nhân vật này xuất hiện thì dễ sẽ bị làm lộ. Nhưng mà cũng may rằng là Chú đã biết sửa giọng. Đúng rồi. Nên là cũng hơi khó đoán. Em cho anh một gợi ý thật lòng. Ok, em nói đi. Em từng làm việc với anh này rồi, mà trên một cương vị là diễn viên. Vậy là anh là đạo diễn hả? Không, em nói gì thôi. Tùy anh thôi. Anh ơi. Dạ ơi. Công việc chính của anh là ca sĩ có phải không? Đã từng là ca sĩ.
Em nói thiệt, nãy giờ em toàn là nói thiệt không? Em nói thiệt với cả không, anh tên em, anh tên em đã từng làm ca sĩ. Vậy bây giờ anh làm cái gì liên quan tới nghệ thuật vậy anh? Ca sĩ, nhạc sĩ, võ sĩ. Ca sĩ, nhạc sĩ và võ sĩ luôn. À, võ sĩ nữa hả? Ê, mà nghe giọng gì hôm đó không được hả? Thiệt. Một cái giọng khiêm nhường như vậy mà anh không đoán được ai luôn. Giọng khiêm nhường hả? Dạ. Đúng rồi, anh hát không đúng hiện với cái giọng của anh. Nam mà có khả năng mà hát giọng có decibel làm vỡ cái ly á thì phải là giọng cao. Cho một cái tên đi ạ. Thì mọi người cũng trong ánh mắt của mọi người thì mọi người cũng nghĩ là tôi đang nghĩ tới Đàm Vĩnh Hưng, là anh Đàm, Mr. Đàm. Và anh Đàm đâu có làm phim anh. Trời hả, anh Đàm trời, có anh mà. Đàm đóng nhiều đó. Ý là sản xuất phim. Anh Đàm sản xuất phim rồi. Nhưng mà anh Đàm anh hát cái giọng anh dễ dễ biết mà. Em đi qua thung lũng. Trời, thiệt tức ghê luôn á. Anh hát với em lắm. Anh Boy, anh song ca với ảnh lần nào chưa? Song ca hả? Để nhớ coi. Hỏi anh Đàm Vĩnh Hưng á, chứ không phải là hỏi nhân vật. Thôi tiếp đi. Anh cũng không nhớ rõ nữa. Dạ em cảm ơn anh. Em không muốn biến thành một cái người nói dối cho nên là em chỉ hỏi vậy thôi. Dạ. Cho coi cái tay đi. Anh coi thử cái tay. Hả? Cho coi bàn tay đi. Chương trình nói là có trên clip có chi tiết cái tay thì cho coi cái tay giùm đi. Cho mượn cái điện thoại đi xong luôn. Chụp hình lại hả? Đúng vậy. Ê, che đồ hiệu lại. Che nhẫn kim cương lại. Có đồ hiệu nha anh. Rồi tự nhiên cái ba người xúm vô nói xạo luôn. Mọi người nói thiệt hay nói xạo? Em nói thiệt. Anh có tin em không? Nhưng mà bây giờ em nói thiệt là anh có đeo đồ hiệu không? Anh có đồ hiệu hơi nhiều á. Rồi em nói thiệt thì anh tin thôi. Anh thật thà mà. Tay của Trường Giang. Tay của Trường Giang. Ủa tay của ảnh đâu? Đó. Tay là tay Trường Giang. No, nghiêm túc tay của ảnh. Luân ơi. Dạ. Em có thể nói một câu nào đó mà kiểu hơi nặng lời với lại cái nhân vật này được không? Được chứ. Nói đi. Sắp tới anh có mời phim em trong cái phần tới không anh? Cái đó mà gọi là nặng lời hả? Em nặng em hết sức rồi. Em thị vả đi. Anh làm cho. Dạ anh làm. Tại sao anh làm chúng tôi yêu thương anh nhiều như vậy? Trong cái sự nghiệp nghệ thuật á, nghệ thuật của anh hay là trong cái đời sống của anh có từng mất một cái vật giá trị nào, ví dụ như nhẫn vàng kim cương không anh? Quá trời. Có mất một số nhưng không có khoe ra. Có mất một số thứ nhưng mà không khoe ra. Thì anh mất một số thứ nhưng mà người ta biết thôi, còn anh thì chắc chắn anh không khoe rồi. Đúng rồi. Dạ. Và đáp án là? Đáp án là em khẳng định luôn là hôm nay em sẽ thôi thì em xong ca tiếp với anh ngày chưa giông bão. Anh Hưng à, hai đứa mình sẽ dắt tay nhau đi qua ngày giông bão nha anh Hưng ơi. Lạc bước giữa những đam mê tăm tối, liều bão vẫn đông đời tim bồi hồi. Người năm xưa đâu rồi lạnh mang tiếng khóc cười. Em ở nơi xa xôi vô lối. Mặt đất níu giữ đôi chân chúng ta, thì bay lên trong cơn mơ kỳ lạ. Ở đó anh vẫn là người yêu thương chan hòa. Dẫu trần gian cho anh đắng cay, nơi em là nhà. Bóng đêm ghi bàn chân, đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Anh mong lau mắt em cô. Ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu. Em muốn giàu. Victoria. Khi anh qua thung lũng và bóng đêm đi mặt trần,
đời khiến anh chẳng còn nhiều luyến lưu. Em mong lau mắt em khô, ta yêu sai hay đúng, còn thấy đau là còn thương. Khi bão qua rồi biết đâu sẽ đi tới nơi của ngày đầu thế thương sâu. Wow, anh Ba Ngọc Sơn đã xuất hiện trong chương trình của chúng ta rồi. Cảm ơn anh đã xuất hiện. Và Khương Ngọc lựa chọn là anh Đàm Vĩnh Hưng, hoàn toàn không chính xác. Tại vì á, lúc nãy em cứ tưởng là anh cố ý giấu những cái chữ đặc trưng của anh, cho nên anh không hát ra cái chữ đó. Anh Ngọc ơi, tại vì anh Ngọc quá là thông minh đi á, cho nên là anh Ngọc cứ nghĩ là người ta sẽ nghĩ tới cái chỗ đó đó. Anh bớt thông minh lại đi. Anh còn không hát đúng cái tông của anh nữa, anh còn hát tông thấp nữa. Anh cứ nghĩ là Ngọc đã đoán được rồi. Anh Ngọc chỉ đang thử thách mọi người thôi. Ai ngờ là Ngọc không đoán được. Em nghĩ là tại vì cái dữ liệu của em nghe bị thiếu, nhưng mà thiếu những cái chỗ mà giống như là anh hát thì anh hát đủ. Thì em sẽ căn cứ vào những cái chỗ mà chỉ cần nghe cái giọng đó là người ta sẽ nhận biết ra đó là ai liền. Và hồi nãy là Thua. Thua. Dạ em xin lỗi anh, Dạ. Lưng mở hộp, đọc thông tin cần thiết. Cái nào cũng được Phong Anh. Một cái một. Coi như là cái lời nguyền em đi đến đâu là thua đến đó là không phải nha. Tự thổi 10 quả bóng bay bằng miệng và tặng cho khán giả. Chắc là khán giả nữ ha. Chương trình á có quy định là thổi 10 cái cho khán giả nữ, mà ở đây nhiều nữ quá nên chương trình đưa thêm vô 30 nữa. Sao ở nhà mình có hay thổi bong bóng không? Không. Thôi thua thì nói em xin thua được rồi, thổi tội nghiệp ta. Dạ đúng rồi đó, anh cũng góp phần làm cho em thua đó. Dạ được rồi, thổi nhỏ thôi, đâu có quy định là thổi bự đâu. Đúng rồi, vậy đi. Thổi xong 10 cái chắc dạng cơm không được luôn. Thiệt đó, 10 cái này chắc nửa tiếng rồi nha. Thôi một cái thôi. Đúng rồi đó. Cho nó có lệ thôi. Đúng rồi. Rồi, cảm ơn. Thưa quý vị, ngay bây giờ là phần cuối của chương trình Lạ Lắm À Nha. Quý vị thân mến, đây là phần cuối cùng. Đến thời điểm này, cuối chương trình chỉ có một người duy nhất, đó là Chucky San là người chiến thắng duy nhất với chiếc vương miện trên đầu. Em có hai cái đặc quyền, chọn một trong hai. Thứ nhất là quyền bảo vệ, tức là em chọn ai rồi thì những người khác không được quyền chọn trùng. Hoặc quyền thứ hai là nhân đôi số tiền sau khi chia của riêng em. Bây giờ ba nhân vật bí ẩn sẽ được chọn ngẫu nhiên. Đây, mời anh ba. Trong ba cái phong bì này có một cái là phần thưởng đặc biệt, có một cái là 1 triệu đồng và một cái là 20 triệu đồng. Bây giờ tất cả chúng ta sẽ chọn ngẫu nhiên, thích ai thì chọn, chọn trùng cũng được. Ví dụ như là Ngọc chọn Trang thì trong này có cái gì thì cứ chia đôi ra. Ba người chọn thì chia ba, bốn người chọn thì chia bốn. Còn riêng bé giống như hồi nãy đã nói, chọn chị Trang và nói là tôi muốn bảo vệ, tới cùng thì không ai được chọn nữa, mình dùng quyền đó. Hoặc không dùng quyền đó thì mình dùng quyền là nhân đôi số tiền là chọn chị Trang. Mà mình không dùng quyền bảo vệ thì hai người kia có quyền chọn. Cứ chia ra đều hết thì riêng cái số tiền của mình được nhận đôi. Và bây giờ là lúc nghệ sĩ ở trên đây họ sẽ coi cái phong bì nó có gì. Xin mời xem đi ạ. Trời ơi, cái gương mặt của anh Bo ảnh hơi chín đỏ sau khi anh coi có phong bì xong. Không, anh nóng lắm. Rồi, Trang. Thôi, mạnh ai người đó chơi đi, rủ rủ nhau làm chi. Nghe chắc cầm 20 triệu quá, muốn mang về mình. Thôi nói chứ thật ra là của em cũng vui lắm á. Mọi người về chơi với em chơi vui nha. Mời anh Bo ạ. Đây là một món quà tình nghĩa. Đối với anh á là vô giá trị. Là nó không có giá trị gì hả anh?
vô giá, không có định giá được. Giờ không định giá được. Hy vọng sẽ được chia sẻ cái niềm vui này với một bạn nào đó. Khả năng cao là anh Bo có phong bì. Món quà vô giá, anh Bo đó là không có giá trị để mua nổi nó. Khả năng là cái chảo chống dính hay gì đó. Cái chảo chống dính hay gì đó. Mời anh Ba làm sao ạ? Món quà của anh thì có giá. Anh nói vậy người ta chọn anh sao? Nói sao người ta cũng chọn mình hưởng hết. Hả? Đôi khi nó có giá nhưng đôi khi nó không có giá trị. Em tin anh là món quà của anh vô giá đúng không? Có nhiều giá trị đúng không? Nhiều tiền đúng không anh? Chọn đi ạ. Ai chọn ai ạ? Mình hát chung với lại anh Sơn thì mình sẽ chọn anh. Nhưng mà nếu bé Chu Kỳ Sanh mà chọn anh Sơn thì Cư Ngọc bị giăng ra. Rồi, thì khi nào chọn xong rồi giăng. Em sẽ chọn. Anh Đăng Trường. Dùng quyền nào? Em dùng quyền nhân đôi. Nhân đôi? Dạ. Nếu hình phạt là bị phạt hai lần. Ủa sao hồi nãy em chưa nghe cái vụ phạt ta? Món quà đó đôi khi là hình phạt. Không sao, em sẽ quyết nhân đôi luôn. Rồi, nhân đôi. Em chọn chị Trang đi, tại mỗi người chọn. Không, không có nghĩa là phải chọn hết. Mình chơi vậy không có vui. Mình chơi như vậy không có vui. Đừng có mà ai hát dài rồi chọn người đó. Chọn lên đi. Ủa, chị giữ 20 triệu sao chị cứ đẩy em ra ngoài vậy? Em chọn chị mà, chị cứ đẩy em ra ngoài. Không, nói thiệt á, mình chọn lộn xộn tùm lum cho nó vui. Chứ mà từ đầu tới giờ ghép đôi với nhau hoài rồi chán lắm. Là em muốn nhiều người chọn em á hả? Bạn không cho em vô là biết, mà đẩy em ra là mà. Thì em vô em lấy 10 triệu đi. Đó, vô lấy 10 triệu đó. Vô cho bằng được đi em. Vô. Có thay đổi gì không? Nè, đây là câu chân tình nhất từ đầu giờ nè. Dạ. Thay đổi đi. Nếu mà bây giờ em đổi qua chị Trang thì em có quyền được. Ờ, đâu được. Em có quyền dùng cái em dùng nhân đôi là hai đứa mình nhân đôi chung, hiểu không? Ở đâu ra? À, em nhân đôi với anh vẫn ở trong đó này luôn. Nè, nếu như em chọn Trang mà em không dùng quyền bảo vệ thì cái trong phong bì đó sẽ chia ba. Chia ba. Và nhân đôi là nhân đôi riêng của em cái đó thôi. Nè, ví dụ như 10 triệu thì sẽ chia ba ra, ở lộn chính cho dễ thì chia ba mỗi người 3 triệu. Còn nếu không mà chia thì bé nó biết chia rồi. Không, nhưng mà nếu không có em thì sẽ là 4,5 triệu. Hai người này em được nhân đó. Đôi cái đó lên đúng không? Hai người ơi, bây giờ nè, tiền không có nằm ở Trang cho nên đừng bàn nữa. Anh Sơn anh cầm rồi, là em với anh Sơn sẽ chia tiền đó rồi. Gái, nếu như Khương Ngọc nói ở đây 20 triệu nằm ở anh Ba Ngọc Sơn thì nên chọn chú Ngọc Sơn con ạ. À, nên chọn chú Ngọc Sơn ạ. À, sao mình dùng quyền bảo vệ đẩy hai tay này văng ra ngoài? Chị nghĩ là em nên làm vậy đó. Dạ thôi, em sẽ kiên quyết tới cùng. Bởi vì vừa nãy cái vòng vừa nãy là cũng nhờ em rất là tin tưởng bản thân mình, đúng không? Nên em đã chiến thắng thì bây giờ em sẽ nhưng mà vẫn chọn anh Đan Trường. Đấy, cái này là hên xui lắm em ý ơi. Ý em là em muốn chia sẻ cái niềm vui vô giá đó với anh Bo đúng không? Dạ đúng, niềm vui vô giá cũng được. Đúng rồi. Nếu vậy đó, thì em đẩy người khác. Anh Bo nói thiệt mà. Chỉ có Trang nói xạo thôi à, chứ còn hai anh là chắc chắn nói thiệt rồi. Không, thiệt luôn á, luôn chọn người khác đi, đừng chọn ngang. Lần đầu tiên mình gặp nhau, không lẽ đừng để cho nhau cái ấn tượng không có tốt, thiệt luôn. Tự nhiên có tiền muốn xài mình thiệt, không cứ chọn đi em ơi, chọn đi. Ban đầu em cũng tính là tại vì cái nét của anh Sơn á, là em cũng thấy là có vẻ như anh Sơn cầm tiền á, nhưng mà sao chị cứ đẩy em nhưng mà theo anh là Ngọc với lại Luân chọn anh Sơn đi. Anh Ngọc, anh thừa biết anh diễn chung với em bao nhiêu phim rồi. Từ lúc tụi mình mới vô nghề tới bây giờ anh hiểu được cái nét diễn của em. Bây giờ mình mạnh ai nấy chịu đi, đợi mình chọn đúng cái người mình nhắm tới đi. Rồi. Vừa nãy em thấy anh Đan Trường có coi cái phong bì của anh Ngọc Sơn rồi. Ai cũng coi hết trơn á, bé. Coi nhau hết rồi. À vậy ạ. Không ai chọn á, không có lý do gì á mà đơn giản mà anh Ba anh kêu là chọn anh Sơn đi. Tại vì á, anh Ba anh còn coi phong bì của Trang nữa. Thì á, anh không hề nhắc tới chuyện đó, tức là cái đó nó không có gọi là... gì em không hiểu luôn. À, thôi em cứ chọn Trang đi. Rồi, cuối cùng là em sẽ chọn anh Đan Trường. Anh Sơn. Thôi, em chọn chị Trang. Ôi. Tại vì chị không ai chọn hết, thôi em chọn chị. Chị đâu có nhu cầu. Chị đâu có nhu cầu. Tha không chọn. Đừng có nói những câu à. Không ai chọn chị nữa, em chọn. Chị luôn, chị không có nhu cầu. Chị đâu phải là hàng thừa thải em. Thiệt đó, em sẽ hối hận đó.
Thiệt không? Thiệt. Bây giờ nè, ai chắc chắn 70% là tiền đang nằm ở anh Ba Công Trân giơ tay. Không, mình chọn là tại vì mình mê thôi chứ không có tiền. Nói ra sợ nhỏ kia vô đẩy ra. Có quay thay đổi gì không ạ? Dạ không. Ôi mấy người chế chán dễ sợ. Mình lấy cái phương án loại trừ mà. Trời ơi thiệt luôn á. Thiệt luôn. Đây là của anh Bo nè. Trời ơi. Trời thiệt luôn. Ai chọn anh Bo vậy? Hai đôi nha, hai đôi luôn, hai đôi. Dạ. Màu nào? Em thích màu nào? Em màu đỏ. Màu đỏ. Màu đỏ. Rồi. Bây giờ khó kiếm món quà này lắm. Dạ. Đây, nhân đôi là thêm đôi nữa. Có nghĩa là tiền 1 triệu và 20 triệu là nằm ở anh Ba và Vân Trang. Anh nói thiệt mà. Em tin anh lắm. Em chỉ không tin Trang thôi à. Chứ còn là hai anh là em tin. Em khẳng định là anh Sơn anh cầm phong bì 1 triệu. Một, hai, ba. Và Vân Trang là 1 triệu đồng. Song Luân sẽ được 500.000 đồng. Chọn người khác đi cho nhiều hơn không chịu. Song Luân được 500.000 đồng. Vân Trang được 500.000 đồng. Anh Bo một đôi dép màu xanh. Bé hai đôi màu cam và màu đỏ. Anh Ba Ngọc Sơn và Khương Ngọc mỗi người mang về 10 triệu đồng. Hôm nay rất là may mắn hả anh Ba? Có bao giờ anh đi tham gia chương trình mà anh có cái may mắn liên tục vậy anh Ba? Chắc là may mắn là do mình thiệt tình nhé. Thì là anh nói mấy mình không thiệt tình á. Hôm nay thì thực sự là rất là may mắn. Chắc là lần đầu tiên đó Khương Ngọc ạ. À. Yeah. Và anh cũng thực sự là chị 13 và đạo diễn trong Scandal thì anh rất là ngưỡng mộ em và Đại Trang nữa nè. Yeah. Anh rất là ngưỡng mộ những bộ phim và anh hay xem phim điện ảnh và hôm nay rất là vui khi cùng song hành với em lần đầu tiên trên sân khấu. Và hai anh em xin kính chúc đại gia đình mọi nơi mọi điều tốt đẹp nhất và luôn luôn giành có giải thưởng cao nhất trong cuộc sống. Cảm ơn anh Ba, cảm ơn anh Bo Đăng Trường, cảm ơn tất cả mọi người đã yêu thương chương trình. Và thưa quý vị, chương trình của chúng tôi được phát sóng vào lúc 20:30 tối thứ tư hàng tuần trên VTV3 Đài Truyền hình Việt Nam. Xin chào và hẹn gặp lại. Không phải ai mắt đẹp cũng là lương thiện nha. Con khủng long. Con cá ngựa mà. Cá ngựa thì không, cái này là thiệt. Trời, liên tưởng tới anh Thuận Nguyễn thôi chứ em không biết ai. Thôi chẳng khi biết em, giấc mơ là nơi bất đầu. Có được nói thật hay là không? Anh lúc nào cũng đặt lòng với em. Bài cái đàn sinh viên đó. Khả năng là chị Mỹ Tâm xuất hiện là cao. Có chàng trai viết lên cây. Chồng em hả? Em tự hiểu. Anh hành động, em tự hiểu nha. Hành động. Nói một cái là người ta biết mình là chồng liền. Con người ạ. Câu đó của anh là lúc đó anh nói thiệt, anh chửi á. Chứ không phải gọi là yêu thương đâu. Ngày hôm qua mình ngủ luôn hay làm gì? Anh bị đứt dây chằng mà.